lâm với nhau. Mỗi cũng có cù cà lâm cả nhà, một tiếng hai tiếng gì. Trời ơi, hôm nay nó qua nó chơi nữa hay gì nè. Trời ơi, nó đông. Máy thank you.
Chó số quá, không biết dụ gì. Rồi, cái này dính rồi nha. Gần 3 tháng trở lại An Phú. Bữa nay đi về thì cũng đi chơi giao lưu với thằng em mà nó không có dính, ở Long Xuyên không dính, chạy về tới An Phú mới dính kèo cuối cùng. Bây giờ là gần 6 giờ 15 cả nhà. Tại vì bữa trên nay chiều nó hơi trễ. Về thì cái bến vậy nè. Bến này là cô Linh biết thường xuyên luôn nè. Linh, cô Linh nhân hỏi nè. Bến này hai anh em gác hoài. Con này thì đồng có kèm. Gù cà lăm được 1 tiếng 2 tiếng. Cũng lẹ miệng cả nha. Quá trời im rồi. Lâu quá trời, hồi nãy quýnh với Tài ở Long Xuyên thì không có dính. Về đây được kèo, quá vui. Rồi, cả nhà xem video vui vẻ ha. Đăng ký kênh ủng hộ em. Rớt xuống 2 lần giờ đài phát thanh luôn cả nhà ơi. Nên là cái tiếng nó nghe nó không được rõ lắm. Cả nhà cần bổ ủng hộ tiếp em ha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Chào cả nhà, đăng ký kênh theo dõi ủng hộ em.